Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Cơm Việt Cali.com, cơm phần 3 món, ăn ngon nhớ hoài, 714-989-9911 và 714-548-1823. Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura, 714-467-9071. Tèo Thai Club, 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693, chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế, 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm, 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Lái về một trong năm xe hơi và nhận được 50.000 tiền mặt chỉ có tại Pala Casino Spa and Resort. Anh Tuấn Hoàng Trọng Thủy tiếp tục gửi đến quý vị liên quan đến bầu cử trong khuôn mặt cả ba người dạng người, thưa quý vị. Rõ ràng mặt rất là đẹp, cả ba phải công nhận là đây là ông cựu tổng thống Bill Clinton. Wow. Luôn đứng bên cạnh vợ, và phải nói rằng đó, mình cũng thấy hay, họ có quá nhiều những cái điểm về vấn đề mà hôn nhân đó. Yeah. Thời mà Lewinsky, nhưng mà rồi bà Clinton nhất định không ly dị chồng, và ông cũng từ đó đến giờ là coi như là nghĩa là đầm hết lại, không còn bị những cái chuyện đó và gây ảnh hưởng nữa. Nó là một người phụ nữ rất là có nhiều lòng vị tha. Người phụ nữ tha thứ hết. Yeah. Và đây cũng là cái khuôn mặt của người phụ nữ Việt Nam tôi để ý. Bởi vì những cái ông chồng mà có thể nói rằng là từ xa xưa đến giờ này trong gia đình ai thì cũng gặp phải là năm thê bảy thiếp, không? Nhưng mà nhiều người phụ nữ đó nhất định chồng như thế mà vẫn nhẫn nại chịu đựng. Và vì thế khuôn mặt của Chelsea Clinton rất là sáng. Hôm nay cả ba người sáng quá. Cái khuôn mặt thế này mà sao không làm tổng thống được, phải không ạ? Trong khi nhìn sang ông Sanders với Donald Trump thì chúng tôi chán, không muốn nói tới nữa. Có không thành, anh có hình ảnh của ông Bernie Sanders ngày hôm qua. Bernie Sanders, tôi có một cái tấm hình mà ông chố mắt ông nhìn đó, mà tôi nhìn thấy làm sao mà cái dáng lụ khụ mà tóc bạc như thế mà làm sao mà làm tổng thống được. Nhìn cái nhân dáng như thế mà nếp, cho dù ông lên làm tổng thống thì cũng cảm thấy xấu hổ. Là nước Mỹ, nước Mỹ từ xưa bây giờ toàn là những tổng thống đẹp không à. Ronald Reagan, George Bush, W. Bush, ông George Bush cũng đẹp nữa. Tướng tá và cả Bill Clinton, rồi Obama. Nếu nói ông Bernie Sanders thì hơi lớn tuổi. Nhưng mà trong khi đó thì anh coi cái hình ảnh của ông Donald Trump thì sao, thưa anh Thủy, anh có thể nhìn đó. Thật ra cái khuôn mặt này đó, nếu mà theo tướng mạnh nó cũng là khuôn mặt làm lớn đó nha. Rất nhiều người nói khi mà nhiều người người ta nói nhìn ông Donald Trump đó so với người khác thì ông Donald Trump có khả năng làm tổng thống hơn. Là tại vì người ta nhìn từ cái đường nét, kể cả cặp lông mày, từ cái cách ăn nói. Nhưng mà đối với anh thì anh nghĩ như thế nào? Đây là khuôn mặt của ông Bernie Sanders. Chúng tôi lựa một cái hình cũng đẹp á, chứ không đến nỗi đó. Đây là hình tấm hình cũng đẹp. Ông này làm tổng thống thì nước Mỹ thì chắc chán lắm thưa quý vị. Cho nên nói gì thì nói, cái dáng vẻ bên ngoài nó cũng gây ảnh hưởng lắm ấy chứ, phải không? Một cái ngày mà anh Tuấn hoặc là bạn gái của anh Tuấn đưa anh Tuấn đến nhà để mà ra mắt bố mẹ mà như thế này thì là cũng chán lắm. Thưa quý vị, New York có tất cả là 291 phiếu cử tri đoàn hoặc là đại biểu và đã tổ chức rồi. Tuần tới sẽ đến Connecticut 70, Delaware 31, Maryland 118 và Pennsylvania tới 210 luôn. Và Rhode Island là 33. Đây là 5 tiểu bang sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào tuần tới. Và nhìn qua các tiểu bang này thì khó lòng mà ông Bernie Sanders có thể chiến thắng được, nhất là tại Pennsylvania, là tiểu bang nơi có rất đông người châu Phi, người châu Mỹ Latin. Và quý vị để ý thấy đó, ở những tiểu bang nào mà có đông người châu Phi, đông nhiều chủng tộc á, thì là tiểu bang đó là thường là nghiêng về phía bà Hillary Clinton. Và chúng ta so sánh với California sẽ thấy rằng là California là có số phiếu cử tri đoàn lớn nhất trong 50 tiểu bang.
546 phiếu cử tri đoàn. 546 phiếu, gấp đôi. Khủng hoảng, gấp đôi, thưa quý vị, cho nên đó là lý do bà Clinton không cần phải thắng lớn ở các nơi. Chỉ cần thắng ở New York và California thôi. Như chúng tôi đã nói đó, là bà đã lấy được, bà chân chân ông Bernie Sanders biết là bao nhiêu. Chưa kể là bầu cử sơ bộ là hầu như chia đều số cử tri đoàn, thưa quý vị. Cho nên đây là những cái diễn biến sắp tới mà chúng ta cần theo dõi. Người ta nói rằng là bây giờ hầu như là impossible, dùng cái chữ không thể, đừng bao giờ nói không thể với ông Bernie Sanders, phải không ạ? Yeah. Hôm nay giọng ông buồn, ông tiếp tục đi Connecticut, Pennsylvania để mà vận động. Nhưng mà rõ ràng tính theo toán học á, thì không có cách gì mà ông có thể lấy được cái số phiếu cử tri. Nhưng mà chính vì thế bây giờ cái điều khó đó là ông đang bị áp lực của đảng Dân Chủ. Họ đã nói cho ông, thẳng với ông rồi. Ngày hôm qua sau khi bà Clinton thắng á, thì đảng Dân Chủ đã nói thẳng với ông: bây giờ tôi đề nghị anh phải đưa ra cái chiến thuật đã chết, tránh bớt chiến thuật đả kích cá nhân. Bởi vì bây giờ mà anh đã đang thua, mà anh thấy là anh không có cơ hội thắng, mà anh cứ tiếp tục đả kích bà Clinton như vậy đó, là anh mở đường cho phía đảng Cộng Hòa nhìn thấy cái điểm yếu của bà Clinton, và họ sẽ dựa vào đó. Ngay bây giờ là cái điểm, đây là cái thời điểm vô cùng tế nhị, thưa quý vị. Chúng ta không nên mở cửa cho nhà hàng xóm xem trong chuyện chúng ta cãi nhau trong nhà, phải không? Bởi vì cái nhà hàng xóm họ có thể nhìn, ô, họ mới chỉ trích châm biếm, chưa kể đó là hàng xóm của mình lại là đối thủ của mình nữa. Họ sẽ lợi dụng những điểm đó để ra các cuộc tranh luận chính thức giữa Donald Trump và Hillary. Thì ông Trump sẽ nói gì? À, đây là những cái điểm xấu của bà, chính Bernie Sanders đã từng chỉ trích, và điều qua đó là các cử tri sẽ dựa vào đó mà đi bỏ phiếu cho ông Trump, cho đảng Cộng Hòa. Chính vì thế đảng Dân Chủ ngay bây giờ họ đang tạo áp lực để ông Sanders phải giảm bớt những cái chuyện chỉ trích về cá nhân gây ảnh hưởng đến cái vị thế của bà. Bởi vì người ta thấy bây giờ đó, bà Clinton chắc chắn sẽ là ứng viên chính thức của đảng Dân Chủ vào tháng 11 này. Dạ vâng. Theo tin tức từ tờ New York Times cho biết là ông Donald Trump có thể bị cấm bay bằng máy bay riêng, hoặc là sẽ bị phạt tới hàng trăm ngàn đô la và có thể bị đi tù. Nếu như mà trường hợp này, theo như tin tức chính thức từ Cục Hàng không Liên bang FAA đã xác nhận với tờ báo New York Times cho biết là giấy ghi danh một trong những chiếc máy bay của ông Donald Trump đã hết hạn từ hồi tháng Giêng vừa qua và vẫn chưa được gia hạn. Chiếc máy bay, đây là chiếc máy bay Caesar có mang số hiệu là N998CX này đã hết hạn từ, chính xác là từ tháng 12, FAA đã gửi thông báo chính thức đến cho Donald Trump, nhưng mà cho tới tận bây giờ tháng 4 thì vẫn chưa thấy bất kỳ phản hồi nào từ công ty của Donald Trump về chiếc máy bay này. Tuy không thể bay bằng chiếc máy bay 15 chỗ ngồi này, thì Donald Trump cũng có một chiếc Boeing 757 cùng với 3 chiếc trực thăng. Cũng theo tin tức từ New York Times cho biết là nếu như vấn đề ghi danh của Donald Trump không được giải quyết, và nếu bất kỳ trường hợp nào mà ông Donald Trump bay trên chiếc máy bay chưa được ghi danh, chưa được renew lại thêm một lần nữa đó, thì ông ta có thể bị phạt lên tới một số tiền lên tới 6 con số và bị 3 năm tù giam. Thưa quý vị, trong khi đó thì Mitsubishi ngày hôm nay tuyên bố họ đã gian dối trong số liệu liên quan đến xe mile per gallon. Quý vị thấy là cái số đó rất là quan trọng đối với nước Mỹ nữa. Mà khi mà quý vị mua xe, quý vị cũng theo dõi không biết xe mình có hao xăng hay không, thì quý vị nhìn thấy chữ MPG, mile per gallon. Chiếc xe này người ta nói thường thường là 21, 30, 40 xe điện thì có thể lên tới 70, 80, 90 mile per gallon. Mặc dù là dùng chữ xe điện nhưng mà họ vẫn áp dụng theo cái gallon, có nghĩa là tiền tốn kém để mà đưa ra. Đây là ông chủ tịch của Mitsubishi với khuôn mặt buồn bã hôm nay tuyên bố có tất cả là 625.000 chiếc xe kiểu EK Mini Wagons. EK Mini Wagons chỉ bán trong nội địa nước Nhật mà thôi, chứ không có bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ hiện nay đang theo dõi và có thể sẽ kiểm tra những chiếc xe của Mitsubishi. Và điều này sẽ dẫn đến một cái vụ kiện và cũng như một cái vụ tai tiếng khủng hoảng tương tự như là Volkswagen đã bị khi mà sửa đổi gắn nhu liệu để sửa đổi số liệu của những cái loại máy chạy bằng dầu cặn diesel.
625.000 chiếc xe đã cho thấy là thực ra không có đúng như là quảng cáo. Thí dụ họ quảng cáo là 30 dặm một ga lông thì trên thực tế nó chạy được có 25, 27 thôi. Yeah. Và họ đã sửa đổi cái số liệu này. Ngay lập tức cổ phiếu của Mitsubishi đã mất 15%. Wow. 1 tỷ 200 triệu đô la biến khỏi thị trường trao đổi của riêng thị trường Nikkei của Nhật Bản. Wow. Và điều này hiện nay thì đây mà chúng ta cũng ngạc nhiên đó, khi mà nghe tin này phải không? Bởi vì sao? Nước Nhật là cái nước rất là tôn trọng vấn đề mà minh bạch rồi rõ ràng các con số và sự chân thật. Yeah. Mà bây giờ thì Mitsubishi lại tuyên bố làm giả những cái số liệu này. Chúng ta chờ xem ảnh hưởng sẽ còn lớn, bởi vì đây là quá mới, mới có xảy ra ngày hôm nay và việc trao đổi của Mitsubishi đã thiệt hại nặng nề trong ngày hôm nay mà thôi. Liệu rằng những chiếc xe bán ở Mitsubishi bán ở Mỹ này có bị ảnh hưởng hay không? Chúng ta để chờ xem cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ sẽ thực hiện cuộc điều tra trong thời gian sắp tới. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần bảo trợ thương mại.